sao mình có thể làm được cái điều đó ạ? Đấy là nhờ cái chiếc máy chiếu. Máy chiếu ạ? Máy chiếu chiếu lên tường. À, mình dùng máy chiếu xong mình chiếu cái đoạn clip đó lên đúng không em? Dạ vâng ạ. À rồi anh hiểu rồi. Anh Thiện rút kinh nghiệm nha chưa? Ok ok. Thì ra là cái phong cách quay MV của Mai là nó hơi ạ. Nó hơi ảo ảo, nó hơi chiều chiều đúng không? Mai ơi, có ai giúp đỡ em không? Có ai hỗ trợ em, hướng dẫn em không? À, may mắn là em lại có bạn làm viên. Cái này quay màn hình chiếu phải ta? Ca sĩ là Buka thôi. Hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Ai vậy? Có một lần anh chẳng qua. Ai quen quá nè. Cứ thế xa xa mãi nơi em. Ca sĩ rồi. Những mùa nhuộm màu thương nhớ. Ca sĩ rồi. Quay đẹp quá, chắc quay ảo nghe. Tí nữa đây hỏi bạn cái led làm sao, mua ở đâu để mình mượn. Đúng rồi. Cái led. Có một lần anh chẳng qua nữa. Cứ thế xa xa mãi nơi em. Để những mùa nhuộm màu thương nhớ. Phố xa xôi đã vắng người qua. Sao quen quá, em sao ghé thì quen quá vậy ta. Còn lại anh. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ca sĩ bí ẩn số 4. Xin mời kết nối ạ. Xin chào mọi người. Bạn có thể giới thiệu về mình không? Em là Quỳnh Như Mai. Hiện tại thì em đang ở Hà Nội ạ. Do yếu tố công việc nên là lúc thì em ở Hà Nội, lúc thì em ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nhưng mà hiện tại bây giờ là em đang ở đâu? Em đang ở Hà Nội ạ. À, hồi nãy khi mà Mai thể hiện cái MV á, mọi người trầm trồ, mọi người thích vô cùng luôn. Cái MV đó được quay không? Hồi nào vậy em? MV này thì được thực hiện trong mùa dịch và đặc biệt là MV này đã được quay tại nhà. Nãy giờ thắc mắc lắm. Cái background phía sau làm sao mình có thể làm được cái điều đó ạ? Đấy là nhờ cái chiếc máy chiếu. Máy chiếu ạ? Máy chiếu chiếu lên tường. À, mình dùng máy chiếu xong mình chiếu cái đoạn clip đó lên đúng không em? Dạ vâng ạ. À rồi anh hiểu rồi. Anh Thiện rút kinh nghiệm nha chưa? Ok ok. Thì ra là cái phong cách quay MV của Mai là nó hơi ạ. Nó hơi ảo ảo, nó hơi chiều chiều đúng không? Mai ơi, có ai giúp đỡ em không? Có ai hỗ trợ em, hướng dẫn em không? May mắn là em lại có bạn làm DOP đã giúp em hoàn thiện chiếc MV này. Trời ơi, DOP
nữa. Xứng đáng quá rồi. Ok, hỏi thăm đi để có cách quay MV. Nãy em nghe vừa hát hay, quay MV đẹp vậy thì thế nào cũng là ca sĩ thôi. Mai năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nay 23 tuổi ạ. 23 tuổi, vậy công việc hiện tại của Mai là gì? Vừa hát hay là vừa xinh đẹp như vậy phải là ca sĩ thôi. Em là Quỳnh Như Mai ạ. Và công việc hiện tại của em là... là diễn viên ạ. Và em không phải là ca sĩ. Wow. Trời ơi. Diễn viên mà hát hay dữ vậy? Sao em hát hay sao? Diễn viên có nhiều người hát hay mà thôi. Nhưng mà được cái là không, nhưng mà bạn ấy góc nhìn, góc quay này cũng rất là đẹp. Mà giọng nghe cái em chắc chắn là ca sĩ luôn á, giọng kiểu chất giọng rất là đặc biệt á, nghe khàn khàn khàn, em lại tưởng là ca sĩ. Mà khi bạn ấy xuất hiện giới thiệu mà em cũng chắc chắn giống chị Vuka đó. Chị Vuka, chị hết chắc chắn chưa ạ? Thì đó, không sao, nhưng mà được cái là mình xinh gái mình hát hay là được hết. Cảm ơn Mai đã đến với chương trình nha. Mai có thể gửi lời chúc đến quý vị khán giả đi nè. Dạ, em rất vui khi được tham gia chương trình Giọng Ca Bí Ẩn. Và đặc biệt hơn là được gặp các anh chị ở đây, những người mà em rất là yêu quý. Và em chúc các anh chị, mọi người và quý khán giả trong mùa dịch thì luôn giữ gìn sức khỏe. Và quý khán giả hãy chờ đón chương trình mình nhé. Cảm ơn Mai rất nhiều. Cảm ơn vì cái sự đầu tư của em. Vì một cái MV mọi người xem mọi người sẽ rất thích. Và cả giọng ca của em nữa. Sự xuất hiện của em rất đặc biệt. Cảm ơn Mai rất nhiều nha. Chúc cho em luôn có nhiều sức khỏe. Cảm ơn em. Xin chào mọi người. Thế là chúng ta đã loại được một ca sĩ bí ẩn số 4 mà không phải là ca sĩ luôn. Vậy thì nói gì nữa thì ơi, ca sĩ bí ẩn số 1 là ca sĩ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lật mặt ca sĩ bí ẩn số 1. Xin mời quý vị khán giả. Có nào 5 người đều không phải là ca sĩ luôn không? Không có nha. Chắc chắn đây là ca sĩ rồi. Đây là thuyết âm mưu của em nói lúc nãy đó, một thuyết âm mưu. Đó là xung động, thế nên ngày cứ đến, ngày qua đi, phung phí bao nhiêu khoảnh khắc. Khi câu yêu thương chưa kịp gọi tên, em lại nói với anh rằng em đã chót yêu ai rồi, người đó khác anh. Trái tim này đau nhói đêm từng đêm người vì ai em ơi, những người mình yêu. Mất nhau thật hay anh chưa bao giờ có em. Thế nhưng điều người ta vô tâm gây ra tổn thương em quá nhiều, mà lời anh nói chẳng thể khiến em tin. Giờ nhìn định mình trôi xa hay cứ liều lao theo trời đầy nhân duyên nên người yêu đã yêu một người khác. Em là người ăn măng ăn mơ, thêm bao lâu như con tim ngu ngơ. Lúc ấy thề nhớ như còn ngờ nhiều lời mất. Chỉ mong sao duyên đôi ta còn chưa dứt chưa xa, anh sẽ cố gắng điều chẳng ra. Đâu khi phải nghe em buồn ngồi khóc, ai đã khiến đóa hoa em héo tàn, muốn buồn và nói hết tình yêu anh, em vẫn cứ mong đợi ai. Trách ai làm đau em mà lòng chỉ biết trách anh đã quá muộn. Ngày xưa anh yêu thì giờ đây chẳng đâu. Trái tim này đau nhói đêm từng đêm bởi vì ai em ơi, những người mình yêu yêu một ai không phải anh. Trời này nhân duyên hay là anh đã hiểu sai ý trời. Mất nhau thật hay anh chưa bao giờ có em. Thấy như điều người ta vô tâm gây ra tổn thương em quá nhiều, mà lời anh nói chẳng thể khiến em tin. Giờ nhìn định mình trôi xa hãy cứ liều lao theo trời đầy nhân duyên nên người yêu đã yêu một người khác. Trái tim này đau nhói đêm từng đêm bởi vì ai em ơi, những người mình yêu yêu một ai không phải anh. Trời đầy nhân duyên
hiểu sai ý trời. Mất nhau thật hay anh chưa bao giờ có em.